Ok, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dùng con máy cưa này mình cắt cái đóng củi này nha. Thì lễ không có gì làm hết trơn á, cho nên là nhà cưa củi nha. Cưa đóng củi này nè, thấy không? Giờ sẵn này quay luôn nha. Con này là Echo GC301. Nè, chờ ta coi luôn cái máy này nè. Echo GC301 ha. Làm thì tầm khoảng 3 tấc nè, chứ không có nhiều. 3 tấc rưỡi tính đây luôn. Cái này đổi cái lam khác rồi nha. Đó, con này made in Japan, nhỏ mà có vỏ nha, đời cao nhìn rất là ok luôn. Rồi, bây giờ thì sẽ khởi động lên. Nè, cái mát made in Japan ở đây này ha. Đó. Và anh em mua máy cũng ngộ lắm thì cứ made in Japan này mà chơi thôi nha. Thì mình xài con bé nhỏ nhỏ như thế này mà xài cũng rất là ok luôn ha. Thì ai có nhu cầu thì cứ liên hệ nha. Đó. Thì kiếm máy loại nào thì mình sẽ tranh thủ mình kiếm cho, có loại nào thì mình kiếm loại đó. Còn nếu không có thì mình sẽ có gì bán đó. Rồi, ok nha. Bây giờ test thử cái cúp này đi. Khởi động lên thì cũng đơn giản thôi nha. Thank you.
xíu là củi xài hay quá trời luôn. Đó. Anh em mà cắt củi thì nhớ chú ý cẩn thận nha. Nó ăn bạo lắm á. Rồi, ok. Xin chào và tạm biệt nha.